Dạ vâng, Trung Kiên Audio xin chào tất cả các anh em. Và không để mất thời gian của các anh em thì bây giờ em sẽ đi ngay vào vấn đề, đi vào vấn đề chính là phổ biến cái cách thức tham gia cái cuộc bốc thăm trúng thưởng này. Thì đầu tiên thì em xin phép được là cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Đầu tiên thì các bác cho em xin một nút thả tim nhé, hoặc chia sẻ để cho video này lan tỏa để tới nhiều người hơn, để cho nhiều người biết đến chương trình này của Trung Kiên Audio và tất cả mọi người đều tham gia để có cơ hội trúng quà luôn các bác nhé. Chương trình này em sẽ làm từ giờ đến tận cuối năm. Bây giờ đang là tháng 9 đúng không ạ? Em sẽ làm đến tháng 12, tức là làm 3 tháng liên tục luôn. Đấy, trúng hết bộ này em lại làm bộ khác, lại làm để cho các bác trúng tiếp các bác nhá. Không hề bị gián đoạn, cứ xong bộ này em làm bộ sau, sau bộ sau em lại làm bộ sau nữa các bác nhá. Đấy, và thể lệ tham gia chương trình thì em xin phép được phổ biến ngay lập tức bây giờ. Đấy, xin mời các bác theo dõi hết video cho em nhá. Theo dõi hết video cho em để nắm được cách thức tham gia. Đấy, và ủng hộ bên em làm cái chương trình này để chiên khách hàng. Đấy, và cũng là tăng tương tác để cho kênh, để cho nhiều anh em biết tới cái hàng loa Nhật bãi của bên em hơn. Chương trình này em sẽ nói luôn, đó là chỉ dành cho, tức là trong cái chương trình ngày hôm nay, gọi là chương trình số 1 đi. Chương trình số 1 em chỉ dành cho 50 vị khách hàng may mắn nhất, 50 vị khách hàng may mắn nhất các bác nhá. Và đây là em đã lên một list danh sách các con số may mắn từ số 00 tới số 99. Đấy, thì mỗi người tham gia chương trình này sẽ được lựa chọn hai số các bác nhá. Bác nào tham gia trước thì sẽ được chọn những số theo ý mình, bác nào tham gia sau thì dần dần các con số sẽ ít dần đấy, và bác nào là người cuối cùng thì sẽ ngẫu nhiên chọn hai số còn lại. Đấy, ok các bác nhá. Và như làm như thế nào để các bác có được hai con số này thì rất đơn giản thôi các bác nhá, cực kỳ đơn giản thôi. Các bác ủng hộ em một sản phẩm thôi, ủng hộ em một combo sản phẩm thôi, không cần nhiều đâu ạ. Đấy, tức là các bác chỉ cần bỏ ra cho em là 95.000 đồng. Các bác bỏ ra cho em 95.000 đồng, mua cho em một trong số những sản phẩm em bày ở đây, mua đúng một sản phẩm thôi, 95.000 thôi, là các bác có hai số trúng thưởng liền. Hai số trúng thưởng để em khi em quay số thì em sẽ quay nếu trúng, ví dụ trúng bất cứ một số nào ở đây thì đấy là cái số đấy là thuộc về các bác, và các bác trúng dàn em tặng miễn phí, gửi dàn này đến cho các bác. Đấy, gửi dàn miễn phí, không mất được một đồng tiền cước giao hàng luôn, gửi miễn phí đến tay các bác luôn. Bộ dàn này trị giá là 1.000.000 đồng. Em đã có link test ở trên kênh rồi, công khai cho các bác rồi các bác nhá. Trị giá bộ Victor A5 1.000.000 đồng cho các bác nhá các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em xin phép là giới thiệu qua về các cái sản phẩm em đã bày ra trước mắt đây. Thì ngày đây cũng chính là cơ hội để các bác mua được những sản phẩm mà giá rẻ hơn so với ngày thường em bán. Đấy, đầu tiên em xin phép giới thiệu đó là combo một chiếc đèn led tặng kèm một củ sạc. Đấy, đèn led này là đèn led có pin các bác nhá. Đây, đèn led này để các bác bày. Đấy, bày ở các cái loa. Đèn này có tác dụng là nó cảm biến theo nhạc nhá, không có nhạc là nó không nhảy, có nhạc là nó sẽ nhảy. Đấy, và có pin luôn. Đấy, một chiếc đèn led này trị giá 95.000 đồng các bác nhá. Đấy, tiếp theo là combo này bao gồm có 9 cuốn băng cassette, cứ tạm gọi là băng một nước đi, về các bác chơi băng, các bác ghi băng. 9 cuốn băng này ngày thường phải có giá là trên 200.000. Hôm nay em bán 9 cuốn băng này giá là 95.000 đồng thôi các bác nhá. 9 cuốn băng tạm gọi là băng một nước. Đấy, về để các bác xóa đi và ghi lại cho các bác nào chơi cassette. Đấy, 95.000 đồng. Tiếp theo là combo bao gồm 32 chiếc chân kê để các bác về kê loa, kê dàn. Đấy, 32 chiếc chân kê này cũng chỉ giá chỉ 95.000 đồng, rẻ hơn ngày thường em bán. Rồi, tiếp theo nữa là combo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái DMD. Thì bình thường 4 cái DMD đã có giá là 100.000 rồi đúng không ạ? 25.000 đồng một chiếc mà. Đây em bán 4 cái DMD chỉ giá là 95.000 đồng, và tặng thêm 2 chiếc nữa. Đấy, bác hiểu chưa? Tức là có 6 chiếc tất cả đúng không? 4 chiếc là giá là 95.000 đồng, đã là rẻ hơn 5.000 rồi. Tặng thêm 2 chiếc trị giá là 50.000 đồng nữa. Đấy, và tổng chỉ có 95.000 đồng thôi. Đấy là combo DMD cho các bác, về các bác ghi xóa nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là combo bao gồm có đây 2 chiếc USB Bluetooth. Bình thường các bác mua một USB Bluetooth này, đấy, là đã là gần 100.000 đồng rồi đúng không ạ? Combo 2 chiếc USB Bluetooth và tặng kèm 2 củ sạc nữa, mà chỉ có 95.000 đồng thôi. Đấy là ngày hôm nay mua quá rẻ rồi các bác nhá. Đấy, combo 2 USB Bluetooth và tặng kèm củ sạc luôn. Đấy, chỉ có 95.000 đồng thôi. Và cuối cùng là combo 1 chiếc USB Bluetooth loại cao cấp, loại M2 cao cấp, cũng tặng kèm một củ sạc. Bình thường là 120, hôm nay em bán cũng chỉ 95.000 đồng thôi. Đấy, thì các bác lấy món nào thì các bác ủng hộ em nhé. Đấy, chỉ có 95.000 đồng thôi mà các bác mua được một món
thì các bác có cơ hội sở hữu cho em là hai mã số dự thưởng. Đấy, còn ví dụ bác nào mà mua ủng hộ em hai món, ví dụ các bác ủng hộ em một món đèn led này, một món bluetooth này, hay là một món đèn led, một món băng, một món đèn led, một món chân kê, hay là hai món đèn led đấy, hoặc là hai món băng, tóm lại là cái gì cũng được. Nếu mua hai đơn, mua hai đơn thì em cho các bác 4 số đấy, mua một đơn các bác được 2 số đấy. Và chỉ có ở đây tất cả là 100 số từ 00 đến 99, tức là mỗi người được 2 số, tức là chỉ có 50 người tham gia thôi đấy. Cơ hội này chỉ dành cho 50 người thôi các bác nhá. Đấy, chỉ có duy nhất 50 người tham gia thôi. Và khi nào được tới người thứ 50 là em khóa lại và em bắt đầu quay số trúng thưởng. Và nếu như các bác sợ là gian lận vân vân thì em xin mời các bác như này. Mỗi một bác tham gia chương trình này, em sẽ mời các bác vào nhóm Zalo của em. Em sẽ lập cái nhóm Zalo bao gồm là có 50 người, 51 người là cả em. Đấy, là có 50 người là khách hàng. Đấy, bao giờ được 50 người trong nhóm đấy mua hàng xong và em sẽ thêm các bác vào nhóm Zalo. Được 50 người em công bố công khai và em quay số công khai cho các bác nhá. Đấy, may mắn bác nào trúng thì bác ấy được. Đấy, để cho nó công khai và trung thực luôn, để cho các bác có thể thảo luận với nhau. Đấy các bác nhá. Đấy. Thế thì các bác mà nếu ủng hộ em thì em xin các bác là liên hệ với số Zalo này, quay lại liên hệ với số Zalo này và mua ủng hộ em một món sản phẩm các bác nhá. Em xin hứa là chỉ dành cho 50 người thôi các bác nhá. Đấy, 5 người tham gia thôi, không được quá 50 người. Đến chốt người thứ 50 là em quay số luôn cho các bác. Chương trình này ngày hôm nay là để đến kiểm tra ngày nhá. Ngày hôm nay em là ngày ở trên đây. Hôm nay là ngày 29 tháng 8. Ngày 29 tháng 8 em quay chương trình này các bác nhá. Thì nếu như các bác ủng hộ nhiều thì chắc chỉ vài ngày nữa là em quay số dự thưởng thôi. Đấy. Thì nếu như các bác muốn nhanh ấy, thì các bác rủ anh em bạn bè cùng chơi, hoặc là các bác chia sẻ cái video này lên các cái mạng xã hội như là Facebook này thì Zalo vân vân, hoặc là TikTok, nói chung là chia sẻ lên các mạng xã hội để cho nhiều người biết hơn về cái chương trình quay số trúng thưởng này, để chúng ta có cơ hội sở hữu những bộ dàn nhật giá trị mà với trị giá là 0 đồng, nhưng em tặng gọi là 0 đồng vì em tặng đến tay các bác, em không lấy một đồng tiền ship nào cả, em miễn phí giao hàng luôn cho các bác nhá. Đấy, tặng gọi là 0 đồng luôn. Đấy, cơ hội sở hữu thì các bác chia sẻ cho em nhá. Làm hết bộ này em sẽ làm đến bộ tiếp theo, em làm đến cuối năm nay luôn. Đấy, càng nhiều người tham gia nhanh thì em lại càng làm chương trình số 2 nhanh hơn. Đây là chương trình số 1 các bác nhá. Và bộ dàn này là bộ dàn Victor A5. Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi đến phút cuối cùng em giới thiệu này. Đấy, các bác liên hệ với số Zalo các bác nhá để được cơ hội nhận giải thưởng. Rồi, xin tạm biệt tất cả các bác và anh em, và xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Các bác chia sẻ video này đến nhiều người hơn, lan tỏa đến nhiều người hơn để cho nhiều người được cơ hữu sở xin lỗi, nhiều người có cơ hội sở hữu những bộ dàn giá trị của Nhật Bản các bác nhá. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em. Xin chào anh em nhé.